chào quý vị và các bạn. Tết cũng gần đến với chúng ta và Cathy Hà cùng với Nấu Ăn Express xin mến chúc quý vị và các bạn một năm mới tràn đầy hạnh phúc và mọi sự như ý. Và cũng trong ngày Tết, Cathy có hai món mà gia đình Cathy thường thường ăn vào năm. Thì là món này Cathy nghĩ là quý vị cũng rất là thích mà cũng dễ làm. Đó là món thịt kho với nước dừa ăn với dưa giá. Mà mình cái này là mình cuộn bánh tráng. Và một món súp mà ăn rất là bổ, ấm bụng. Đó là súp giò heo hầm với măng tươi. Thì một hồi nữa Cathy sẽ trình bày cho quý vị là làm rất là dễ dàng, ăn bổ và cho hơn nữa đầu năm. Thôi để mình trình bày làm cho quý vị xem. Kế tiếp đây Cathy sẽ có hai cái nồi mà mình sẽ hầm, đó là giò heo mình để làm súp. Đây thì mình sẽ làm hầm cái giò heo này trước. Mình sẽ làm bằng nước lạnh. Mình nhớ cái này là Cathy đã rửa sạch rồi. Và giò heo nhiều khi nó to đó thì mình có thể nói tiệm cưa ra phân nửa. Rồi mình để vào đây, Cathy có khoảng chừng 1.5 lb đây. Sau đây Cathy để nước lạnh vô ha. Cathy sẽ để giống như nửa nồi này cũng 12 cup. Cathy sẽ để tí xíu muối nha. Sau đây thì mình bắt lên lò, mình nhớ để lửa vừa vừa thôi, đặng cho thịt nó chín. Và nếu mà có bọt thì mình vớt. Nếu mà để quá cao thì nó bọt quá nhiều, sẽ đục nước, không có còn ngon nữa. Ok, để mình đi lên lò. Rồi, đây, medium high. Mình nhớ đừng có đậy nắp ha, đặng cho nó trong nước. Và lúc đó mình thấy bọt là mình vớt lên liền. Sau đây là cái phần mình ngâm hai cái nấm. Một nấm đen như thế này và nấm mà kêu là nấm trắng. Cái này thì Cathy thích loại mua mà nó nhỏ nhỏ. Mình nhớ là nó có nhiều loại nó rất là to, nó quá mỏng hoặc là nó bị bể. Mình nhớ mua cái loại nào nó như thế này nó nguyên một cái. Hồi nó mình để vào súp á, thì mình sẽ để nguyên luôn. Thì Cathy lấy đây là nước ấm đây, nước nóng. Mình chỉ để, Cathy sẽ để hai nắm tay. Đó, xong rồi để nước ấm đây đặng cho nó mềm nhanh. Rồi. Và kế bên đây Cathy cũng có luôn là nước ấm đây để ngâm cái nấm trắng này. Và mình nhớ là cái nấm trắng này nó có rất là nhiều cát đó, nên mình ngâm cái này hồi nữa mình phải rửa lại, mình vũ vũ ra nó cát nó sẽ rớt ra. Và cũng để như thế. Cái này mình cứ ngâm. Tại vì cái mình còn hầm cái giò heo gần xong đó mình mới để vào, chứ mình không có để quá sớm. Mình cứ để đây đi. Đây là nửa tiếng. Và mình check lại nó. Xong rồi, kế bên này Cathy có đây là một củ gừng. Nhưng mà mình không có xài hết một củ như thế này. Cathy sẽ xài và lát kho. Để Cathy để vào cái nồi nước. Rồi Cathy để vào 3 miếng gừng tươi này cho nó thơm. Đó, như vậy thôi. Sau đây cũng cho cái món súp của mình. Thì là măng thì mình thấy là cái loại nó nguyên như thế này thì mình có thể cắt ra. Cathy thích cắt ra làm sao cũng tùy theo mình cắt ra như thế này. Xong rồi qua đây cắt phân đôi như thế này. Đó, mình thấy cái khứa như vậy nè. Đó, để tổ đây hồi nữa nước sôi Cathy có đụng một ấm nước, hồi nữa mình trụng nó với nước sôi như thế. Rồi, cắt mỏng ra ha. Thấy đẹp chưa? Cái này thì Cathy xài nước sôi trụng ha. Đợi nước sôi xong rồi chế vào. Sau đây cũng cho món súp. Cathy có muốn một cái mà màu cho nó đẹp. Đó là màu cam. Và mình sẽ xài là cà rốt. Nhưng mà trước khi đó để Cathy check cái nồi nước. Cái này sôi rồi. Để mình trụng cái măng. Để nước ra nóng á, nó sẽ sạch hơn một tí. Tại vì cái nước mà cái măng này nó ở trong cái thùng, ở trong nước ở ngoài tiệm nó cũng mấy ngày đó. Nhưng cái nữa là cái mùi măng á, nó rất là nồng nàn. Nên lúc mà mình trộn nước như thế này thì nó cái mùi nó ra cho nó đỡ. Trong khi phút đó thì sau đây Cathy sẽ làm cái cà rốt. Mà cà rốt này thì mình cắt nó mỏng mỏng ha, cho nó đẹp, cho nồi súp nó có màu. Bà nội Cathy
À, dạy là lúc mà để vào cái súp á thì mình làm giống như mấy cái hoa, mấy cái cánh hoa, thì như vậy thì mình phải khứa. Mình phải khứa. Rồi đây để Cathy làm vài cái xong rồi Cathy sẽ cho quý vị coi là. Bây giờ mình cắt ra, mình cắt mỏng mỏng thôi, nên để vô vào súp như thế này. Hồi nữa trên nồi súp mà lỉnh bỉnh mấy cái hoa này thấy rất là đẹp. Anh cho em mùa xuân. Nếu mà cà rốt mà nó có màu vàng á thì nó sẽ giống là bông bông mai. Cathy nghĩ là mai mốt ở bên Mỹ này á nó hay làm những cái vegetable nó chế ra. Cathy nghĩ mai mốt á nó nên làm màu vàng. Và nếu mà làm màu vàng cà rốt á thì nó sẽ làm giống như là bông mai nếu mình cắt ra như thế này. Quý vị nghĩ sao ha? Tại mình thấy ở đây là nó làm cà đỏ, cà vàng, cà tím. Mà cái này là cà tomat á, mà nó làm đủ màu hết. Vậy thì tại sao nó không làm cà rốt ra màu vàng cho mình? Lời thơ thương cõi đời, bầy chim lùa vạt nắng trong khói chiều trời vơi. Đất mẹ đây có rồi, để bên đó. Sau đây thì Cathy sẽ cắt hành. Và hành lá này Cathy sẽ xài khoảng chừng 4 cọng nhỏ nhỏ. Và mình sẽ cắt nó dài dài. Và mình sẽ cắt khoảng chừng 1 inch ha. Như thế này. Câu hò đôi trong xóm vang chuông chùa. Rồi để đây thôi. Sau đây thì Cathy đã dứt bọt cho cái nồi súp này. Đặc biệt cái súp này thì nước, cái loại súp này là nước trong. Nên mình cố gắng, mình chịu khó, mình mỗi 5-7 phút mình lại lò đặng mình dứt bọt. Giờ mình trở mấy cái này đặng cho nước nó đều đặn vào, đặng cho nó nở này. Cái này còn cứng lắm. Xong cái này cũng mình trở luôn, mình thấy là nó thêm, mình cần thêm nước cho nó khô. Thấy cái bông nè, cái nấm trắng là dễ thương đó. Rồi để thêm nước ở trong phong sen là được rồi ha. Rồi vậy thôi, tiếp tục cứ để đó như vậy. Sau kế tiếp thì Cathy nói là mình cắt vài cọng ngò mới rửa đây. Và mình cũng cắt khoảng chừng inch. Nhạc tràn hòa đầy đó. Để đây. Rồi măng đây Cathy cũng đảo lên. Nghĩa là nước nó hồi nãy nó rất là nóng, bây giờ nó cũng đã nguội nguội rồi. Thì Cathy sẽ đổ ra. Mình chắc cái nước này ra để vào nước lạnh mới vào ha. Đổ vào đây lại. Cathy để nước anh nước lạnh em vào. Mùa xuân ấm. Nhạc tỏa tràn muôn. Chỗ này là chỗ đợi chờ súp. Xong. Ok, Cathy lại coi nó có bọt thì mình vớt. Thì nó cũng có vài rất ít, không có sao. Mình cứ phải nhớ check 5-7 phút rồi lại ha. Rồi, sau để kế tiếp đây là để phần làm heo quay kho nha. Và thịt kho đây là thịt kho xuân. Thì mình xài thịt heo quay. Lấy cái loại nào mà có da và có mỡ một tí đằng trên nó ăn nó béo. Cathy thấy cái món này là rất là tiện. Thì đầu năm thì cái này nó lạ lạ, là mình kho với nước dừa để mình cuốn với bánh tráng, ăn với dưa giá, dưa chua. Mình để lên đây như thế. Cathy xài coco soda. Cathy sẽ để 3 lon. Cathy thì thích có nước để chấm. 3 lon đi. Tại nó soda nên nó có bọt, nhưng mà không có sao. Hồi nếu mình nấu, mình hầm lên á thì nó sẽ biến đi. Ba lon, sau một tỏi, một tép tỏi to. Cả một cái tỏi ha. Như vậy thôi mình để một miếng vào giữa đây. Mình lắc lắc như thế này. Cũng chưa xong đâu, gần xong thôi. Thì đồ Việt Nam mình mà thịt kho phải có nước mắm. Đây là nước mắm ngon. Cathy sẽ xài 2 muỗng canh nha. Nước mắm ngon, 2 muỗng canh. Lời yêu người nói với em còn say mê. Cầm tay cùng bước dáng em yêu kiều. Và một muỗng canh mật ong. Honey. Mình thấy này. Nào đẹp chưa? Giờ bắt lửa cũng là medium luôn. Bây giờ để medium ha, để cho nó rụt xuống. Không lấy nắp nha. Rồi cứ để medium. Để coi nồi súp của mình. Thôi mình làm tiếp cho cái nồi súp ha.
Thì hồi nãy giờ mình ngâm cái nấm này thì nó cũng mềm mềm rồi. Khả Thi sắp sửa để vào nồi súp, nhưng mà trước khi đó thì mình nhớ lấy, Khả Thi xài cái kéo đặng đó, mình lấy này mình cắt dễ hơn là lấy cái dao. Nè, như thế này. Đó, ra như vậy. Đó. Đó. Tại vì cái này nó cứng lắm. Rồi giờ mình lấy ra, mình vắt ra. Mình để ra đây đặng chuẩn bị để vào nồi. Đó, nhớ bóp nước ha. Để chung với cà rốt này, mình đừng có bóp mạnh quá nó nát. Tại nó mềm rồi. Wow. Bây giờ để vào mà xúc cho hầm. Xong cũng bỏ vào đó luôn là cà rốt cho nó mềm. À, mình thấy đẹp chưa? Măng và cái nấm trắng thì mình sẽ để sau cùng hết. Trong khi đó thì mình check cái nồi thịt kho, thịt quay kho đây. Nó đang rụt xuống rất là ngon. Nó sôi sôi nhẹ nhẹ như thế. Để cứ thi ném ha. Cái này mình muốn nó cũng rụt luôn. Mình coi như thế nào. Tại vì lúc mà thịt quay á, người ta tùy theo tiệm, nhiều tiệm thì làm theo cái mùi vị khác nhau và nhiều cái nó mặn hơn, nên lúc mà mình nấu cái này thì mình nhớ rộn rã lòng anh rồi. Tết này anh không thèm. Theo nếm của mình, Khả Thi sẽ thêm tí xíu nước mắm. Khả Thi sẽ cho một muỗng canh nước mắm ngon nha, cho nó mặn tí, và một tí xíu muối thì để là vừa. Anh cũng chẳng chơi. Đến phần mình chuẩn bị cho nồi súp. Và cái loại nấm trắng này thì Khả Thi thấy là xài cái kéo á, cắt nó dễ hơn, nó không có bị nát. Mình cắt như thế này, đừng có quá nhuyễn, cũng không có quá to nữa. Cắt đó. Đó như vậy. Wow, cái miếng này to nè. Cái cùi này vàng này mình thấy đây ha. Mình cắt đó, mình không có ăn nha, mình lấy ra. Sẽ chắc nước ra. Cái măng này cũng vậy, cũng chắc ra luôn. Rồi, súp sôi, để vào đây. Rồi, để tí xíu măng này để cho nó ráo ráo. Hầm 20 phút nữa là ăn. Cái này là mình để nó riu riu thôi á, nhưng mà nó còn nóng á. Cho nó cạn nước. Cái này thì để lửa cao lên, tại nên mới để đồ vào rồi. Rồi bây giờ mình có thể để luôn mấy củ hành lá này nè. Đó, mình để hành lá lên trên mặt. Ngò là cái cuối cùng, mình không cần để bây giờ. Vẫn còn để medium high lửa ha. Xong rồi đến phần Khả Thi sẽ nêm. Mình nêm cái nồi súp ha. Rồi thử coi nó như thế nào. Bây giờ mình để tất cả những cái rau cải vào rồi. Giờ mình coi cơm mặn hay là mình lạc. Chắc Khả Thi sẽ làm 2 muỗng canh nước mắm nè. Tại giò heo cũng ra nước ngọt. Xong rồi rau cải của mình cũng có nước ngọt đây. Những cái phần mà khi muốn nó đậm đà một tí. Ngon quá. Wow. Tại cái này mình ăn súp mà mình ăn không, nên mình đừng có làm quá mặn. Alright, okay. Múc có giò nè. Xuân đã về, xuân vẫn mơ màng. Trong nắng vàng, khắp chốn tiếng reo vang. Xuân đã về, xuân vẫn huy hoàng. Trong gió ngàn, mừng đón xuân sang. Nhau nhớ khi xưa lúc ngây thơ cầm tay hỏi nhau ngẩn ngơ đến bao giờ đón xuân mơ. Xuân đã về, xuân vẫn mơ màng trong nắng. Sau đây Khả Thi đã làm xong hai cái món mà ăn vào ngày Tết mà gia đình Khả Thi đã nấu mỗi năm, thì Khả Thi thấy đây là quá ngon miệng, nên Khả Thi phải làm một cuốn cái cuốn mà thịt
thịt heo quay kho này cho quý vị xem là ăn như thế nào. Nhiều khi Cathy thấy là ở nhà mình ăn thường lệ không có gì lạ, nhưng mà giống như bạn Cathy nói, ủa cái món gì mà lạ vậy? Cathy tưởng là ai cũng đều ăn mấy món này vào ngày Tết. Cathy sẽ làm cái này theo cái lối mà đã ăn ở nhà để cho quý vị xem là thấy nó ngộ hay không, hay là ở nhà quý vị ăn cũng giống như vậy. Thì là sau đây thì mình lấy cái bánh tráng nhúng nước. Thì đây là bánh tráng để mình cuốn thì phải có tí xíu dưa giá như thế này. Thì Cathy biết là dưa giá vào Tết thì mình hay có dưa cải chua một tí cho nó chua chua mặn mặn. Và đặc biệt thì là phải Cathy phải lấy ra như thế này. Nước đây là nước chấm để qua một bên. Xong rồi lấy một cục thịt cho to to. Vào Tết thì mình phải thì phải ăn nhiều nhiều ha. Xong rồi lấy đây thì là mình có thể lấy một cục to hoặc là phân nửa này thôi, một tí xíu thịt, một tí mỡ, một tí da. Nên làm thử cái to này nha. Thêm một tí dưa giá nữa. Và chỉ vào Tết thì gia đình Cathy mới làm cái món này. Cathy thấy là ăn là rất là đã, là tại vì mình chỉ thấy thịt không à. Đó, không, thường thường mình ăn với cơm, mà hôm nay gần Tết thì mình được ăn một cuốn như thế này. Đây là nước chấm. Thì mình chấm như thế này. Ngon, ơi là ngon. Dưa giá làm rất là giòn, còn thịt rất là thơm. Tại cái đó là thịt heo quay nên nó đặc biệt hơn là thịt kho thường. Cathy sẽ làm một miếng nữa. Theo nhà Cathy thì lúc mà Tết thì ăn những cái món lạ lạ, ngộ ngộ. Nhưng mà mình ăn không có cần cơm. Giống như một cái nữa là cái món súp mà hồi nãy Cathy đã nấu, thì là giò heo mình hầm với măng tươi. Thì là cũng như súp như thế này. Mình ăn mà mình ăn không luôn. Đó, giống như là một cái giò heo. Xong rồi vài cọng măng, xong vài cái nấm. Và nấm chung vô, xong rồi nấm trắng nữa này. Giống như là canh mà ăn không. Không ăn với cơm. Đó thì như thế này. Tôi thấy là mùa xuân thì nó cũng lạnh lạnh ở ngoài, mà ăn cái súp này rất là ấm bụng, mà bổ nữa tại vì mình hầm cái giò heo nó ra nước ngọt và những rau cải. Ngon quá. Nhưng mà Cathy thấy là đầu năm mà mình ăn mấy cái món tuyệt vời như thế này, rất là béo, ngon. Quý vị nhớ làm hai cái món này Cathy đã trình bày hôm nay, đó là món canh súp, đó là giò heo hầm với măng tươi, và cái món thứ kia là cái mà thịt heo quay kho nước dừa cuốn bánh tráng ăn với dưa giá. Nhà rất là hấp dẫn không quý vị? Và một lần nữa Cathy và Nấu Ăn Express mến chúc quý vị làm ăn phát tài, mọi sự như ý. Và mình sẽ gặp nhau một lần nữa ở nhà bếp của Nấu Ăn Express với Cathy Hà. Mình sẽ làm một món rất là ngon và rất là dễ nữa nha. À, quý vị ơi, nếu mà làm mấy cái món nào mà ngon và rất là thích thì quý vị hãy email Cathy vào hacathy@yahoo.com. Thì Cathy rất là mong mỏi để đọc những cái email của quý vị để kể những cái món ăn ngon, hoặc là nếu mà quý vị có những cái recipe mà muốn chia sẻ với Cathy thì quý vị nên viết vào email để Cathy thử. Ok, rồi, Happy New Year và hẹn gặp quý vị kỳ sau. Bye bye. Nhịp bước trên hè phố rộn ràng. Hoa thắm hương mùa xuân dịu dàng. Sáng mây trời một màu xanh, em tươi cười và cùng anh đón xuân về. Tờ sương mai lòng anh thế, lòng ai bâng khuâng vài kể. Trong năm xuân mới hoa rực rỡ lụa mềm, là dáng em đó hay đang trên ngoài thêm. Em nghe xuân lời tơ vương, em bên anh lời yêu thương đón xuân về. Giờ sương mai lòng anh thế, lòng ai bâng khuâng vài kể.